Bên lề Đại hội Hiền Mẫu Tĩnh Tâm, đây là nhà sinh hoạt của giáo xứ Hà Lan.
là câu của giáo phận Phú Cường: thăng tiến cộng đoàn trong thấm tâm Chúa. Nó gồm có những cái bước thấm lễ, thứ hai là lời Chúa, thứ ba là lần chủ, tư là ăn chay, thứ năm là cầu nguyện, thứ sáu là lương thấm, bảy là bác ái. Đây là phía ngoài của công viên, hồi nãy tôi cũng chưa có quay. Lòng thương xót Chúa. Đây có 117 thánh tử vị đạo. Thì tôi hôm nay là ở nhà thờ Tha La, có tượng thánh tử vị đạo Matthew Lê Văn Gẫm, sinh năm 1813 và tử đạo năm 1847. Này tôi thấy có một cái tượng rất là đẹp, tượng hình như là bằng đồng. Dạ có chị, để tí nữa em kết nối Facebook của chị là được à. À, tượng này là thiên thần, quỷ ở phía dưới là quỷ Lucifer nè quý vị, quỷ Lucifer nè. À, thiên thần với quỷ Lucifer. Thank you.
Nãy quay là bây giờ cũng chưa biết mặt chủ nhân ha quý vị và các bạn. Rồi. Thưa quý vị và các bạn, tôi mong muốn được quay tặng quý vị và các bạn để mỗi một cái góc nhìn của, nếu mà mấy cha mà quay thì cái góc độ nó khác nhau. Thì tôi quay với góc độ một cái giáo dân của một con chiên khi đến bất kỳ một cái nhà thờ nào. Nếu quý vị cảm thấy hay thì cho tôi một cái lời comment ở phía dưới để chúng tôi có động lực để làm tiếp nha quý vị và các bạn. Xin cảm ơn.